Trước mặt anh em của Hiếu, đây là một con OE 100 của chú ở Quảng Ninh gửi về anh em ạ. Còn tiếp theo đây con động cơ là con 67 của đứa em ở Bắc Cạn. Và con bên cánh phải của mình là con X của em ở Quảng Bình. Đấy, thì tiếp tục chúng ta sẽ tháo con này ra chúng ta kiểm tra. Thì con xe này của một đứa em ở Quảng Linh đúng không? Con này của Quảng Linh đúng không? Em ở Quảng Linh thì bảo máy nó hơi kêu, để Hiếu sẽ nhìn lại cái địa chỉ này. Quảng Linh, Bình Liêu, Quảng Linh. Bảo máy của em nó hơi kêu. Bây giờ chúng ta sẽ tháo ra kiểm tra nhé. Chúng ta sẽ tháo con động cơ của em ra và chúng ta sẽ kiểm tra xem động cơ của em nó làm sao. Anh em của Hiếu, ai đang có nhu cầu mà muốn mua súng pin thì anh em cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu để mua súng công ty anh em nha. Súng chính hãng của công ty Yamasu. Súng dùng rất là bền, pin rất là trâu anh em ạ. Anh em nào sử dụng rồi thì mới biết được. Còn những anh em nào mà chưa dùng thì anh em có thể còn chưa hiểu gì về súng. Súng rất là bền, rất là trâu. Ở đây có con ốc của em tháo ở nhà. Em vứt ở nhà nhá. Ở đây bị mất con ốc này. Đứa em thì nó định tự tháo ra để kiểm tra sửa chữa, nhưng mà em lại nghĩ bảo ngại quá thì là thôi, là gửi về cho Hiếu để Hiếu sửa chữa luôn anh em ạ. Căn bản em cũng chả có thời gian. Mình làm một con động cơ như này, một người nó làm chuyên nghiệp thì nó còn nhanh, ví dụ như các anh em làm thì nó rất là lâu, nó mất rất nhiều thời gian. Và các quan trọng nhất là mình chưa quen. Trừ khi các anh em nào thực sự là gọi là mình rảnh rỗi về thời gian thì chúng ta có thể làm được. Đây này, đang bị gãy mất miếng. Đấy, thật sự rảnh rỗi thì chúng ta có thể làm được xe. Chứ còn ví dụ như chúng ta mà bận ấy, thì chúng ta cũng khó để làm được. Hiếu đang sử dụng súng Yamasu hàng ở công ty. Súng rất là bền, pin rất trâu anh em ạ. Mã lực lên tới 500 Newton, rất khỏe, có thể bắn gãy ốc. Nhưng mà súng được trang bị là 3 chế độ. Bình thường và vừa và mạnh. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 để được mua những cái khẩu súng của công ty anh em nhé. Trong năm này thì đa số là Hiếu cung cấp nhiều những cái súng công ty cho anh em. Bây giờ ít anh em sử dụng bằng súng hơi rồi anh em ạ. Bây giờ toàn sử dụng bằng súng pin là nhiều. Đây là súng công ty anh em, bắn pin rất trâu anh em nhé.
Ở đây thì cái xích đề này của em nó dão quá thì Hiếu thay bỏ cho em, không sử dụng nữa xích đề này. Những cái gì nó xa xưa rồi thì chúng ta bỏ nó đi thôi anh em ạ. Ở đây của em vứt hết lông đền đâu nhỉ? Chắc tí nữa phải gọi điện lại. Bốn cái lông đền trên đầu bò này không biết là em vứt đi đâu hết. Cái lắp này em đang lắp sai này cho nên là rất là khượng, khó vào. Ở trên lắp thì chúng ta ở đây nó có cái mũi tên này này. Cái mũi tên của nó là phải bắn xuống bên dưới chứ không được bắn lên trời. Bắn lên trời như này là sai. Sai quy trình. Ở đây của em là 4 con ốc, không biết em để đâu. Cái này là lý do là do em bắt sai cho nên là nó rất là chặt, nó vào nó rất khó. Thường thường chúng ta chỉ cần đút nhẹ vào hoặc đó đóng nhẹ là ra thôi. Hiếu đây còn không dám nhể nha, nhể ra là vỡ luôn cái miếng này hoặc là nó bị bóp méo luôn. Chúng ta phải đóng vào đây vị trí đây này để cho nó ra dần dần. Đấy anh em được không? Khi chúng ta cho được cái đi ra thì chúng ta cho cái này ra rất là dễ dàng luôn. Đây, chúng ta sẽ tháo lốt ra cái bên côn. Con nào cũng làm hết ấy, em ạ. Thôi đằng nào anh cũng tháo ra thì mang đi luôn.
Con ngủ chưa? Thế đi vào đi, ngồi đêm gì không ra cạo rong đi. Anh em thấy có máy làm nó đơn giản không? Đi lên kia, lên cái tủ sắt lấy cho anh cái tô vít dẹt ra đây cho anh. Tô vít dẹt màu đỏ đấy. Không có. Trước khi tháo côn thì chúng ta lên đánh dấu anh em nhá. Chúng ta đánh dấu các cái bánh răng tiếp giáp của nó vào. Tháo ra như nào thì chúng ta giáp lại như thế, tránh nhầm lẫn. Con máy này bẩn phết đấy anh ạ. Đây, đèn ngòm. Không thấy à em? Để con nhẹ mấy cái phe này ra. Có cái tô vít màu đỏ chồng hay dùng đấy. Vào mặc quần áo ấm ấm đi xong rồi ấy. Mang cái này đi nhá. Ừ.
Hay cả cái này. Cả cái này. Đứng lên đi. Cái trục quần số này bị cong anh em. Trục quần số này cong rồi chắc là phải bỏ đi rồi. Cong veo này không ra được. Cong vèo lại anh em. Hiếu nhìn sơ sơ đây, các cái vị trí phớt đây đều lắp phớt tàu hết anh em ạ. Để sẽ tháo cái bộ số ra.
Vâng. Vẫn còn tivi. Bản hết rồi. Tháo ra để bán. Lọc nhôm ra nhôm để sắt ra sắt để bán. Toàn sắt nhiều. Vâng. Có điện thoại họ bán không? Không, chú ạ. Vâng. Đi ạ. Vâng. Có gọi nhá. Vâng, vâng. Một con động cơ ngon lành như thế này, ông lại bảo để tháo ra để bán đùng lát này, chịu. Cái ông già chán đời. Giòn thối hết, hỏng hết. Mẹ mày tay sạch có cái ấm rót nước đấy. Mẹ mày rót nước ở siêu vào cho anh. Để ra bàn ai uống thì uống. À có cái ấm bên bưu điện là cho nó tặng đấy. Cái đấy rót được nhiều đấy, rót cả được cả ấm đấy. Ở phần cái động cơ đây thì Hiểu nhấn mạnh với cái anh ở con Way này thì cái càng cua heo số của anh là nó hơi bị xước. Đây, càng trên này là hơi âm xước một chút xíu này. Nhưng mà mình sẽ để như này để cho anh chạy thôi. Vì có thai thì cũng không có cái càng xịn của Honda đâu. Chỉ có càng tàu. Mà mình mua thì mình lại phải mua cả cụm này. Đấy, nhưng mà cái này của anh nó chỉ hơi bị chớm thôi. Chưa đến nỗi hỏng. Cho nên là vẫn có thể sử dụng được. Lúc nào mình sử dụng khoảng vài năm nó mà trục trặc hỏng thì mình sẽ thay sau. Thì mình sẽ đăng cái video này lên để cho anh xem. Thì nếu như có mình mà muốn làm luôn thì cũng có thể alo cho mình. Còn không thì cái hiện tượng này thì mình cũng vẫn có thể chạy được vài năm nữa nhá. Đấy, đây là cái quá trình mà mình tháo ra cái động cơ ở
Quảng Ninh thì mình đã tháo ra xong hết rồi đấy anh em thấy không ạ. Nói chung là máy móc thì nó cũng kém đấy, máy móc thì nó hơi kém. Cái quan trọng là nói thật là các cái axo ở đây là cái bạn tháo máy ra là bỏ hết rồi, các cái axo trong đây. Nói chung là mình khi mình đã làm về xe hoặc là mình muốn am hiểu thì anh em tháo ra chúng ta phải để ý, chúng ta để ý xem là nó có những cái gì để chúng ta có thể tháo ra rồi chúng ta lại lắp lại vào. Chứ anh em mà cứ tháo ào ào ra xong là bỏ hết đồ đi. Mẹ mày ra lấy cái khẩu 17 ra đây cho anh, ném ra đây cho anh. Khẩu màu trắng cơ. Nghe có vẻ nghe tìm hơi lâu nhỉ. Rồi, ok anh em nhé. Như vậy là Hiếu sẽ tạm ngừng video tại đây. Và Hiếu lại phải vệ sinh máy. Máy rất là bẩn. Chúng ta vệ sinh cũng phải mất cả tiếng. Anh em nhé. Máy rất bẩn, rất đen anh em nhé. Rồi, ok anh em. Thì có như thế nào thì Hiếu sẽ lại quay video Hiếu đăng chia sẻ cùng anh em. Đây còn con máy này nữa thì Hiếu sẽ làm sao. Đây là cái quy trình anh em nhé.